Là những món ăn miền Tây đặc trưng Nam Bộ thì không thể nào thiếu Quán Hương được. Đây cây chanh dây đi quý vị, có trái chanh luôn nè, trái chanh luôn đó, trái chanh dây luôn. Tại vì đây là đặc sản món miền Nam và miền Tây cho nên là không thể nào mà thiếu quán này, mặc dù em có chút xíu phường hụng chổng cho nên buộc lòng Việt Hương phải mời các bạn đến Quán Hương theo em. Rồi bây giờ nha, theo Việt Hương nha. Wow, bàn sang trọng quá, 8 người mà con mình em ăn. Rồi cho chị order đi cưng. Đã là món miền Tây đặc biệt giống như miền Nam á quý vị, thì ở đây nổi tiếng là món bún mắm và tất cả các loại ốc, các loại mắm. Nhưng giống như hồi nãy Hương ăn món Huế thì Hương không ăn bún bò Huế, tại người ta đã nấu cái món nó ngon rồi, mình phải ăn những món khác coi ngon không. Và đặc biệt ở đây là có cơm gia đình, cho nên là giờ Việt Hương sẽ kêu thử cơm gia đình, không ăn bún mắm lẩu mắm ha, không ăn ốc, ăn thử các món cơm gia đình Hương nha quý vị. Hãy nhớ địa chỉ là 5423 West First Street, Santa Ana, SIA 92703. Quán của em, nhớ tới ăn ủng hộ em. Nhưng mình ăn mình phải công tâm đúng không quý vị. Và bây giờ những món ăn cơm bình thường của một gia đình, cái người bê đồ ăn cũng đẹp trai, cao ráo 1m8 đó. Cái này là gì cưng? Dạ thưa chị, cái này là canh chua bắp chuối. Canh chua bắp chuối. Rồi phải ăn cơm, chút xíu cơm mới được nha. Đó, món ăn cơm gia đình mà. Dạ, cái này là gỏi rau muống bò bắp sỏi. Gỏi rau muống bò bắp sỏi. Cái này giống như khai vị vậy quý vị. Đây, thịt bò, rau muống. Đó. Cá lưỡi trâu chiên, nước mắm xoài. Cá lưỡi trâu chiên, nước mắm xoài. Yummy. Đặc biệt những món ăn Việt Nam, miền Nam có tại Nam Cali, Los Angeles, một cái xứ sở nhớ như là nghĩ là người Mỹ không có cá lưỡi trâu đây. Cá lưỡi trâu chiên giòn nha quý vị. Giòn tan luôn, đó, giòn rụm luôn. Có xoài luôn nha quý vị. Này. Rồi mình phải ăn thịt bò bóp với rau muống đây, ăn thử. Cơm gia đình quý vị. Rau muống nha. Mùa hè này còn đỡ. Ví dụ không phải mùa hè rau muống rất là mắc. Dạ. Vừa Hương ăn món Huế, bây giờ mình ăn món đặc miền Nam luôn. Và miền Nam thì những món nhồi rất là ngon, đó là món mực. Cái này giỏi rồi ha, bây giờ đây mực đây ạ. Mực nhồi thịt chiên. Đó, để ăn miếng nhỏ nhỏ. Chấm với mắm gừng luôn. Ngon quý vị. Thường người miền Nam, miền Tây của mình á thì thích ăn canh chua, cho nên mình phải ăn canh chua. Đúng cơm gia đình luôn nha quý vị. Rất là ngon. Không phải quán em khen không? Ngon thiệt. Đặc sản của miền Tây, miền Nam là nên ghé quán này. Rồi bây giờ em ăn canh. Canh chua cá. Đây, cứ cá rất là bự. Cá bông lau nha quý vị. Có đầy đủ luôn. Ở Mỹ mà có bắp chuối luôn. Đó, để em gắp cho quý vị coi nha. Đầy đủ hết. Đây, có bắp chuối nha quý vị. Cà chua, cá đầy đủ, không thiếu gì hết. Rồi, giờ Việt Hương ăn thử. Ngồi ăn. Con tưởng về tới đập giá rồi. Canh chua ngon quý vị. Giờ không thể nào à không ăn thử cá là cá lưỡi trâu. Ở tại Mỹ vẫn có cá lưỡi trâu chuyên với mắm xoài và có xoài luôn nha quý vị. Đây, xoài bào, có cá lưỡi trâu giòn tan luôn. Đây về Hương bẻ. Đó, bẻ giòn rụm luôn. Đó, tại đây luôn mà chúng ta cũng được có món cá này, cá lưỡi trâu chiên chấm mắm xoài. Thường á, ăn cơm gia đình hoặc là đi ra ngoài ăn cơm, ít bao giờ nghĩ đến một cái món cơm đầy đủ. Có món khai vị, thịt bò, bóp rau muống, mà rau muống tươi, bóp sỏi nha. Sau đó là ăn mực nhồi thịt. Ăn cơm thì ăn với canh chua và cá chiên. Và một trong những cái món mà riêng Việt Hương hoặc là khách tới đây đều order món này, mà tôi nghĩ các bạn lại không nghĩ là ở Mỹ mình có mắm ruốc, đặc biệt các tiểu bang khác nên tới ăn cái món này. Đó là cơm cháy Quán Hương hoặc cơm cháy mắm ruốc, mà mắm ruốc xào xả ớt luôn nha quý vị. Đúng điệu luôn. Cái món nó rất là ngon và rất là giòn. Ngon lắm quý vị ơi. Đây đúng cơm gia đình luôn. Nhớ nha quý vị, menu rất là nhiều món. Món gì đây? Cơm cháy Quán Hương. Đó nè. Cái dĩa cơm cháy như cái bánh nha. Như mặt em vậy ăn nhiều quá mực mập mự. Dạ, cơm cháy Quán Hương rất là ngon. Thử nha. À, ở đây nữa có các món nước tự tay chị hai em làm. Đó là sữa đậu phộng. Sữa đậu phộng á, mình có hơi cho tí xíu phẩm màu vô, nó hơi nâu nâu. Còn đây tự nhà nấu đậu sao đem ra như vậy. Chanh dây thì khỏi cần giới thiệu rồi. Tại nãy ở ngoài kia Việt Hương đã nhảy lên hái chanh dây mà bị chiều cao giới hạn. Chứ trong quán em trai đẹp không, nó hái tới về dắt chanh dây uống bán tại chỗ. Chanh dây tươi, hai món nước đặc biệt. Còn món dessert gọi là món tráng miệng thì bánh flan do công thức của tất cả các bà ngoại và riêng con đó có má em luôn. Để làm ra được món bánh flan này cũng là chị hai em đích thân làm bánh caramel á, bánh flan á. Và một cái điều nữa mà quý vị đây rất là yêu thương quán của Việt Hương đó là chè bưởi. Tại vì bưởi đó quý vị, mình phải cắt cái loại màu trắng ra, xong mình ngâm, mình rửa, mình nấu rất là khó mà chúng tôi vẫn giữ được nét đặc trưng. Đặc biệt, đã quán miền Tây rồi thì nước cốt dừa không thể nào bỏ qua được hết đó. Nước cốt dừa xuất sắc để chan lên cái chè bưởi đó. Một chút mình sẽ ăn dessert. Còn bây giờ mình uống ly chanh dây nhẹ. Đó, tại vì chanh nhà em trồng được nha. Cho chị xin ly chanh dây nha. Trong lúc mình chờ chanh dây, mình đẩy tạm cái cơm cháy. Giòn ngon. Em đang quay cái món này thì quay phim chảy nước miếng nuốt ra. Giòn tan luôn đây đó. Gồm cơm cháy, trà bông, mỡ hành ở dưới đây nha quý vị, mỡ hành nè. Đó, và lạc xưởng. Ngon lắm, món này ngon. Hai món nước tươi mát bộ rễ của Hương. Cái này gì? Canh dây tươi. Canh dây là chị kêu, còn cái này là rau má đậu xanh. Trời ơi. Tặng kèm bị nổi tiếng, tặng kèm thêm ly rau má đậu xanh. Còn món sữa đậu phộng nữa nha quý vị. Rồi, cảm ơn trai đẹp bỏ đi luôn rồi. Nghe. Hai bánh nước luôn, màu xanh màu vàng thật là ngon. Chanh dây tươi nha vậy nha. Phải ăn hết miếng cơm cháy. Cơm gia đình Quán Hương. Mắm ruốc xào thịt à? Trời, chỉ ăn kèm với cơm cháy thôi. Hồi nãy Hương nói mắm ruốc đó cái gì. Đây, rất là ngon. Đặc biệt thơm vô cùng. Không nên giảm cân. Xào có sả, có ớt luôn. Chịu quá, chịu. Ăn xong miếng này ngon quá. Đã nói là cơm gia đình, già cũng ăn được, trẻ cũng ăn được. Có canh nóng, canh chua, rau, cá, thịt, cơm cháy là ăn món thời thượng, ăn với mắm ruốc. Một trong những món mà mình có thể ăn thêm, ăn chơi, ăn ngon đó là mực dồn. Và menu còn rất là nhiều món ngon nha quý vị nha. Đây, đầy nghẹt những món luôn đó. Không thiếu những món gì hết. Có cả bánh xèo luôn, canh bún, bún riêu cũng là món đặc sản của quán. Và nói cho quý vị gì nữa? Xin giới thiệu chị món cá kho bộ. Hả? Cá kho tộ luôn. Hôm nay là không thể là không thiếu một cái món gì của gia đình được hết. Gia đình là ăn đầy đủ. Cá nè, rồi cá kho có luôn nè, đầy đủ chất thịt luôn nè, cơm cháy nè, mắm ruốc, canh cá chiên, cá kho ngon quá. Chúng ta làm miếng cá kho đặc trưng, cái nồi cá kho tổ, kho đúng vô tổ luôn đó, đúng cá kho tổ luôn đó, quéo lại luôn đó miếng thịt. Mà quan trọng là tôi rất là thích đó là miếng thịt mỡ ở trên, nhìn đúng điệu. Đây, miếng thịt cá kho mà nó quéo lại luôn nè, quý vị thấy không? Đó, nó ngon quá. Tôi xin phép ăn một miếng cá. Các chàng trai trong quán yêu thương còn đem ra thêm cái ly gọi là sữa đậu phộng. Trong tất cả các chương trình Việt Hương đều nói là không quảng cáo, nhưng mà vô tình của quán này có Việt Hương, cho nên Việt Hương tới đây giống như quảng cáo cho quán mình, nhưng mà rất thật lòng, cái nào ngon là mình nói ngon và đúng. Ví dụ như là Việt Hương uống nước gì trong này tươi ngon của quán. Đặc biệt ở đây có những cái món đặc sản miền Tây, miền Nam, đó là món mắm rồi, thì đây cũng là một trong món đặc sản, đó là chè bưởi. Dạ, đúng miếng bưởi luôn nha quý vị. Đây, miếng bưởi thật là trong veo, có nước cốt dừa đó. Nãy Hương cũng nói với quý vị là bánh lăng đó quý vị, này gia truyền từ mẹ nè, ngoại nè, chỉ cho cách làm bánh này. Bây giờ bao với quý vị, miếng bánh này bỏ vô miệng là tan trong miệng luôn, rất là ngon. Mềm tan trong miệng. Nhớ nha, món miền Nam Quán Hương. Dạ, cái này chắc hai người này ngồi chung chắc là bạn bè, còn đây vợ con. Anh tới đây ăn lâu chưa ạ? Tới đây cũng nhiều lần. Dạ, anh thích ăn món nào nhất ở quán này? Bún mắm là món lúc nào cũng tới rồi. Như Việt Hương đã nói, bún mắm là món đặc sản, nhưng hôm nay Hương không muốn ăn bún món mắm, muốn giới thiệu món cá. Dạ, còn kế bên anh là? Tôi tên là Tùng, từ Toronto vậy. Từ Toronto? Dạ. Wow, cảm ơn anh. Xin phép anh, không biết có vợ con anh coi không, nhưng mà tôi vẫn ôm anh cái. Cảm ơn anh, tại vì từ Toronto qua đây, nghe không? Việc Phúc Tiên lạ bển đó, là xứ lạnh nhiều hơn, qua đây ấm lòng. Có người bạn người dẫn tới đây ăn, hôm nay ăn kêu món gì ạ? Đây là bún mắm, nghe nói là đây là nổi tiếng bún mắm. Dạ, hy vọng là hôm nay cái ông bạn của mình, ông chỉ mình không có chật, mình ăn ngon. Trước tiên là em sẽ chúc anh sức khỏe nha, lúc nào đẹp trai công độ vậy. Và nhớ quán ghé ăn. Cảm ơn anh đã ăn mỗi ngon. Năm tới lần. Dạ, mỗi năm tới lần ha. Dạ. Cảm ơn anh Toronto, Canada. Dạ, em cũng cảm ơn anh đã dẫn bạn anh tới đây nha. Chúc gia đình anh sức khỏe, cũng là vui vẻ. Bữa nào mà anh cảm thấy cuộc đời không vui vẻ, bả không có rầy la mình, đừng có sao, còn em chi. Mở văn quê, hài của em lên coi. Ở nhà lúc nào cũng nói vô mặt bả luôn nè, bà đừng làm tôi giận, tôi còn Việt Hương nha. Mở hài lên coi. Thôi em không làm phiền anh chị, cảm ơn anh chị đã ủng hộ quá. Và cảm ơn anh đã tới ăn nha. Chúc anh chị ngon miệng. Cảm ơn anh chị. Và đây không thể nào thiếu nhân vật này. Anh chàng này là partner của tôi về mọi phương tiện. Nói chung là đi diễn cũng là Việt Hương, Hoài Tâm. Bây giờ nhà hàng cũng Việt Hương, Hoài Tâm. Sau này anh lấy vợ, dạ em đi theo mà em bưng cái cháp tới, em là Việt Hương, Hoài Tâm hết, cưới được vợ luôn. Để thôi muốn Tâm đi lấy vợ rồi bé vô thông dịch cho Tâm với. Không thế nào mà không phỏng vấn ảnh được. Đáng lý là Hương tới quay quán mình Hương cũng rất là ngại rồi, nhưng mà tại nó ngon thiệt. Nãy tôi hỏi khán giả, nó ngon mà. Bây giờ không thể nào mà phỏng vấn ảnh được. Thôi bây giờ phỏng vấn câu ngoài luồng là tại sao giữ cái đẹp trai vậy hoài vậy? Cảm ơn quý vị. Thật sự là hôm nay em bớt đẹp rồi, là tại vì cái chương trình quay clip này là không có sự chuẩn bị trước. Chị Hương chỉ đẹp thôi, còn em là em không có make up, nên là đẹp nhưng mà không đẹp lắm như mọi ngày. Dạ. Mà tại sao đẹp vậy? Dạ em đẹp nhờ đẹp như vậy là nhờ em ăn mắm nhiều. Dạ xạo xạo nên... quảng cáo. Cho nên quý vị muốn đẹp trai đẹp gái tới Lido Sài Gòn, tới quận Cam, quý vị phải ghé vô quán Hương ăn thiệt là nhiều mắm, vô về nhà ngủ một đêm sáng ngày dậy tự nhiên đẹp lòng lẫy ra. Dạ. Tâm là một nghệ sĩ giống như Hương vậy đó, hai đứa đều bận rộn hết, đã phục vụ tinh thần rồi, và ý niệm nào mà Tâm phục vụ luôn về cái bao tử của khách luôn. Tại sao nghĩ cái này vừa tinh thần mà vừa thể lực. Thật sự ra bây giờ Tâm nghĩ lại là Tâm nhớ đến ông bà mình nói một câu rất là hay, đó có nghĩa là nghề chọn mình. Thật sự ra bé cũng biết rồi, thật sự mình Tâm được may mắn trở thành nghệ sĩ, đi diễn chung với bé, phục vụ với đi gặp quý vị khán giả khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Và nghề của Tâm chính là hồi xưa Tâm làm accounting finance, nhưng mà bây giờ khi mà mình được đi khắp mọi nơi, mình học hỏi, mình ăn uống được rất nhiều, vì khi mình tới một nơi nào đó khán giả rất là yêu thương mình, luôn cho mình những cái thứ ăn ngon nhất, những cái chỗ nào dắt mình đi coi những cái chỗ nào đẹp nhất của thành phố họ. Và từ những cái kinh nghiệm sống những xa như vậy và tiếp thu được như vậy, và khi mở quán thì Tâm nghĩ đó là cũng một trong những cái thứ mà nó giúp cho Quán Hương được thành công và được quý vị yêu thương giống như ngày hôm nay, là vì mình biết làm sao để phục vụ, biết làm sao quý vị cần cái gì thì mình cho cái đó. Dạ. Thì lúc nào cái đó cũng là cái tốt nhất. Nói chung là hai đứa em phục vụ từ thể chất đến tinh thần, tới tinh thần luôn. Và tới bây giờ Việt Hương với Hoài Tâm diễn với nhau gần 10 năm trên sân khấu ở đất hải ngoại rồi, mà Việt Hương vẫn kêu Tâm vẫn kêu Việt Hương bằng bé, là tại vì em trẻ quá. Và tại sao trẻ? Nhờ ăn mắm. Và bây giờ chúng ta nên đi ăn một món nữa, đó là món bắp.